Anh Lân. Anh đây. Hôm nay có mẫu đồng hồ nào mới về không vậy anh? Đây, anh đang cầm trên tay luôn. Mẫu đồng hồ này mới về showroom của Kỳ Lân Luxury mình. Mang tên là Patek Philippe 5712OR001. Và mẫu đồng hồ này có giá trị là trên 3 tỷ đồng. Toàn bộ thân vỏ này đều là vàng 18 chính hãng Patek Philippe. Và nguyên phần khóa này, khóa bướm đôi này cũng là vàng của hãng Patek Philippe. Và dây này là dây da cá sấu. Mẫu đồng hồ này được hãng Patek Philippe lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển. Và dòng Nautilus này được lấy tên của chiếc thuyền trong cái cuốn tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển đó. Mặt bát giác này lấy từ cửa sổ của con tàu. Và cái nền mặt dial này có những đường kẻ là lấy từ cái phần mặt sàn của con tàu luôn. Cũng có thêm chức năng là lịch tuần trăng này để mà mình có thể canh được là nước lên nước xuống vân vân. Đó là những cái tính năng rất là hay. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.